Xin chào tất cả các bác ạ. Vâng, đầu năm mới thì Đuổi Tây Huyền kính chúc tất cả các bác đều có một cái sức khỏe viên mãn cũng như là gia đình thật là hạnh phúc đầm ấm ạ. Và hôm nay Đuổi Tây Huyền lên sóng một cái em bình thủy cho các bác và một hàng mới nguyên chưa dùng các bác nhé, còn nguyên giấy hướng dẫn sử dụng này. Và em này là một cái em gọi là bên kia họ để quên các bác ạ, bên kia họ để quên không dùng tới, đến từ thương hiệu Yoji luôn, dung tích 3 lít, vạch chia nước rất là rõ ràng cho các bác này. Đấy, màu là màu xám lông chuột, công suất thì cực kỳ là cao, 985W đó, 985W, và em này sản xuất tại Nhật Bản luôn, không có chữ Made in China gì đây hết các bác nhá. Thông số số điện thoại này, và ôi trời ơi em đó là quên quên ở kho, đời sản xuất là đời 98 này các bác ơi, trời ơi có thể là nhiều tuổi hơn cả một số người con của chúng ta ở đây đúng không ạ. Đấy, bình rất là đẹp, rất là mới, có 3 chế độ, có 2 chế độ 90 và 98 độ C, và cái chế độ hẹn giờ là 6 tiếng sau là sẽ bật này. Ngoài ra em nó có cái chế độ vệ sinh bình các bác nhé, đây chế độ vệ sinh bình này, và cái chất chua lấy nước ở đây, cái lòng đẹp nguyên luôn, dung tích to 3 lít cho các bác luôn, chưa sử dụng với kính cong luôn cho các bác này. Bác nào mà thích hàng mới đầu năm chúng ta muốn mua hàng mới thì không nên bỏ qua em này, một cái em quá là nguyên bản chưa sử dụng. Rồi giờ chúng ta sẽ thử nước của em nó luôn để kiểm tra hoạt động của bình nhá. Đó, bình đã sôi các bác ạ, sôi liu riu chưa đạt được 100 độ C đâu, vì nếu đạt thì là đã chuyển sang chế độ ủ ở đây rồi. Đó, chúng ta sẽ chỉnh chế độ ủ đây, 90, 98 hay là hẹn giờ này. Đấy, và chúng ta sẽ lấy nước các bác nhé, xem bình hoạt động ra sao, mở khóa đây và lấy nước. Đấy, một cái em bình mới nguyên 100% mà bên Nhật họ quên, họ chưa sử dụng tới, và cái riêng cái nút bấm đấy, cái kiểu ngày xưa như thế này các bạn đấy, rất là hay luôn. Bác nào mà muốn sở hữu một cái em bình mà hàng mới nguyên từ Nhật, còn nguyên cả giấy hướng dẫn sử dụng luôn, thì không nên bỏ qua em này. Một cái em giá chỉ với là 1.200.000 đồng mà chúng ta sở hữu ngay được một cái em bình đến từ thương hiệu đình đám Yoji, dung tích 3 lít, hàng mới chưa sử dụng, chỉ có một vài vết gọi là vết xước nhỏ xíu ở bên ngoài bình vì là đã được do vận chuyển từ bên Nhật về Việt Nam mình thôi. Vâng, và giá 1.200.000 đồng là bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác luôn. Luôn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% với giá có bảo hành 6 tháng này thì sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Và ngoài mẫu này ra, đồ Nhật Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu bình thủy với các dung tích 2,2 lít, 3 lít, 4 lít nữa. Mời các bác liên hệ qua Zalo để có thể được tư vấn chi tiết và nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.